nhân tháng hành động vì môi trường tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vì một biên giới xanh. Tại chương trình, các đơn vị đã trồng 2.550 cây xanh, gồm 2.500 cây keo, 50 cây phượng tím trên diện tích hơn 5 hectare thuộc trường bắn thao trường huấn luyện. Cũng nhân dịp tháng hành động vì môi trường, các đồn biên phòng đã triển khai trồng hơn 1.450 cây xanh tại đơn vị địa phương và tổ chức nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa. Thực hiện phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, triển khai tổ chức trồng hàng ngàn cây xanh, tổ chức vệ sinh môi trường, qua đó tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Phong trào đã có sức lan tỏa, góp phần bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.